Đúng rồi đó. Quay mày để mày cầm mày làm cái gì rồi. Lắc. Chấm luôn mà sợ cái gì. Mày tay nữa. Giờ đi muốn què cho nó. Cái nón đâu mà thôi, cái nón, tôi sợ rồi. Dạ, mày vô nữa. Lơ đi, thẳng tiếng. Đi vô. Mày quá. Đi vô anh. Alo. Đi vô đây, đi nè. Alo, ai vậy? Trời ơi, làm sao tới chở luôn. Trời ơi, biết xong bắt đầu đi xéo. Biết rồi, không được. Không đi xéo rồi. Bên, cho bên. Chỉnh đi anh chụp cho. Chỉnh chụp đây này. Chụp cả nhà mình. Chỉnh được chưa? Chỉnh đi. Chỉnh. Bông đâu? Trời ơi. Đúng đó chưa? Chụp cái coi. Từ Trần Nhân Tông lên chùa Đồng. Đi đúng rồi, đi sớm. Đó là sớm mà ngoài tầm 8 giờ thì mát quá. Mấy ngàn năm á, có nghĩa cái này mấy cái thạch rú là nước nha. À, nước nó chảy nước nó chảy từ trên xuống thành cái cục đá như thế này. Ở đây là cái giếng cái gì này. Bình thường cũng có nước á. Kìa, chảy qua bên kia nữa còn thấy không? Thấy không? Đó, nó đường đi nữa thấy không? Thấy không? À, đường nhỏ hang. Đẹp quá. Đúng rồi, có lá chỉ cho. Lá chỉ cho cái củ luôn. Đây nè. Mỗi mà mấy cái này thôi là nó chui được luôn, hiểu không? Mấy người khắp cá. Đẹp ha. Hang đầu gỗ thì nó nhiều màu hơn, giống như đèn đuốc rồi nó nhiều màu. Còn ở đây nó chỉ làm cái màu đèn màu này thôi. Mà nó rộng đẹp quá. Rồi đi. Xin quá. Ở gì em chẳng gì bông? Bông bông cho chẳng không? Bông bông sẵn á. Bông sẵn ơi. Một Phật, một Phật y. Đi. Đừng chụp quá. Quan trọng là cái mặt con giữa khung cảnh này. Đẹp. Đẹp quá bây giờ. Cái này học về quảng cáo mấy bạn ha. Đẹp. Ôi nhìn giống nấm này chứ. Nấm linh chi á, từng từng chút xíu rồi nó sẽ ra. Cái nấm á chịu anh. Nấm không? Không mất đi mệt luôn. Đi mẹ. Đi mẹ. Đi. Cô Tù đang tham quan mình là thế. Mẹ nó chạm á. Mẹ ơi, cái chiếc banh này mẹ ơi. Đừng có xàm liền chứ. À.
xung cái mặt vô nhìn như con hạt à. Còn hầu như ở trong là có hết thứ có giống là... giống như ở bên là Hà Tiên là hang xuống thì ra hang gió ra ngoài Hà Tiên ra ngoài. Cái hang hình xanh đó. Có để chụp nợ trái coi có. Ba. Quay. Nha. Có nói không ạ? Rồi, tay hả? Hôm nay cũng có. À. Đẹp quá. Quay xích da, quay đâu vô mặt. Ôi. Lên nữa chơi xuống hả? Mang con kia luôn. Đi con. Đi mẹ. Mẹ con ơi, con. Đi mẹ. Con ơi, anh ơi, con đi chậm đi. Thôi ơi, mẹ. Hình con gì vậy? Giận quá. Giận quá. Thấy chưa? Con phải con mắt hả? Hứng lên chụp này con. Giống gần quá. Giống lần. Có hai con mắt cái mũi nó thấy không bo đúng không? Tương tự không? Đây chụp cái giống đầu rồng này. Nè, cái răng con rồng này. Cái là mấy ngàn năm luôn á, bao nhiêu ngàn năm mới ra. Nước xuống đá. Ôi, có gì vậy? Hoa hóa thật hả? Mẹ mày chưa về hả? Chưa, đi tiếp. Đừng có mệt đâu mà nghỉ. Xe phì. Còn xe về vẫn bưng. Thấy không thấy gì nhờ xe bóng đó đâu. Nghe thấy. Đi ngang ngang cạnh đầu vô là phê. Phê luôn. Đó nè. Đi tiếp. Ê. Đừng xuống dưới đẹp lắm nè. Coi chừng đụng đầu á, bạn ơi, coi chừng đụng đầu á bông. Đụng đầu á, đụng đầu á, đụng đầu á. Chơi thằng nhớ thằng có gì á. Nam có sợ ma luôn. Mát quá. Cùng đầu nha. Con ma kìa. Con ma trong đó. Câu cái cây ngắn lại bò. Để nó lùi vô để đó. Rồi. Con voi nhé. Đó là cái con chim lửa. Đây cũng đã làm nhé.
Ồ giống. Con giống hả? Bên trên là cái đầu con voi. Ở bên dưới này, mình nhìn từ bên dưới hình quả chuối tử. Đây đi. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Mình đứng từ góc. Tham xây, tham xây ha. Mày giống mấy con bạch tuộc á. Con chưa tưởng em đấy. Giống mấy con bạch tuộc mà được mà. Bữa ở trong ấy nó nói giống mấy con bạch tuộc á. Em cứ tưởng tượng cái chuyện em cứ đừng nhìn cái mắt nó vô mà. Theo lời anh thử sức nhiên nói thì đây là con chưa tưởng. Em đang ở bên trên là cái đầu voi, con bạch tuộc ở bữa ở trong ấy nó nói mà cái này hình dung cái ai cái này giờ nó là của mình hả? Chúng ta chúng ta đúng của mình quay cầm im quay ảnh vơ 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 đó mấy cái tròn tròn không thấy giống không giống không lấy con mảnh xà này tí giống không giống con rắn mối đâu 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 cái tròn tròn đó tròn tròn á trên cao nhất kìa thấy không tít trên kia luôn thấy không lên chị chưa thấy thì lên trên đó em chỉ cho thấy nó lăn vô anh cái chỗ này chị quanh lăn vô thì ngoài rồi rồi ờ đi nó cầm quay té nữa nè khỏi té đâu tao nói không có dễ té đâu sao sao chứ nãy đứa nào té ừ dữ chứ gì đây cái gì đây có gì đây cái gì đây cái gì đây tới không đi đứng sai làm cái gì trời. Qua wow. Không nước thì người ta làm nước thì người ta làm nhưng mà ở trong nó đẹp nước thì người ta làm cái nước đây là mát lên rồi đây tinh tinh tần tinh ra đi là lâu đây cái gì vậy rồi đi kia lên rồi hết rồi đấy. Đây là dưới biển. Đây anh Hưng, cái này là khi mà sờ cái này nó rất là may mắn. Đấy, cái này gọi là cái bầu sữa mẹ. À, cái núm đó. Nó sờ mẹ ơi. Đúng lếm á. Ví dụ mà ai mà có con mà sữa yếu thì sờ cái này là nó không thân nó sờ sữa nó rất là nhiều. Ô sao sờ đi chị đây sờ kìa chị đây ở đây mà tối cái giường ngủ mát ha cái gì đây cái gì đây dùng ra dùng ra gì nhìn nó không giống không gì không giống hả cái này là cái vú mà đúng luôn á tiêu mỗi bụng luôn á tập thể dục bình thường tập đi cho tiêu bớt cái này cũng cao dữ chứ đâu có thấp gì đây ra đây là tới rồi quay lại là cuối nè trời ơi ui thấy không đúng không nhóm gì vậy? Ông đòi đấy nha. Ô nhìn giống gì vậy? Cái này chưa uống ngủ
đó. Sao hỏi giống gì? Đi từ từ chứ không có đâu. À sao biết rồi, biết giống gì rồi. Giống gì? Chạy tốt đúng không? Cho nên biết giống gì vậy. Rồi ra rồi. Thôi, đi mua que rồi, tăng 5kg. Nếu mà tăng được 5kg là mình... Mình nô mình nhờ. Cái tăng quan bình thường là mình không cái giống cái gì, em thấy cục đá đâu rồi. Thôi. Mình nghỉ chút xíu đi. Nghỉ chút xíu này là chút. Nghỉ chút xíu thôi anh ơi. Nghỉ chút xíu ra, cho chị nghỉ chút xíu đi. Về đây mua nếu phải mà đòi lên nước như thế. Ok tao mình đúng không? Ủa đi nữa hả? Ủa xíu mình làm đi nữa. Đẹp quá trời. Rồi tắt đi. Quay hang tiếp theo. Để lúc quay tiếp.